đầu tiên. Cái này quê mình gọi chắc gọi là cỏ mỡ quá. Chào mọi người nhá. À, sáng mình cắn đi cắn mấy cái bẫy giống anh rồi. Từ trưa đến giờ cũng mấy tiếng rồi. Cỏ bay. Giờ hai anh em mình đi thăm ngay xem có được con nào không. Tiền này có là nó cuộn lúa ghê lắm. Đây, cái nữa. Không còn. Có mấy bạn này. Dưới cái gì ấy. Bắt chuột hay gì bên kia. Được, hơi nhiều chuột nha. Ừ. Cây nếu mà không có rồi cũng lại đâu. Thấy một con cò vừa nhảy lên. Hay dính ta? Dính rồi đấy. Ừ. Mới thấy một con cò tưng lên. Chắc là dính rồi. Chỗ đây có cần nào? Đó. Chặt đây mấy cần luôn. Đó đó, dính rồi, dính một con cò, dính như một con cò nha mọi người. Bên kia mình thấy một con dính rồi, mới nhảy lên sao? Thôi để từ từ mình thăm vòng ở đây rồi mình qua luôn. Cái này bẫy cò ke nha mọi người, tự chế nha. Con cò nó vừa bay lên kia kìa, nó bị dính rồi. Bay lên nó lại nhảy xuống rồi. Nhảy tưng lên rồi, dính rồi. Cây nữa nhưng mà chưa thấy dính các bạn. Không, cái này là mình thấy là dính được một cò rồi á.
Đấy, con cò đây nha mọi người. Sắp tới rồi. Bẫy này thì đơn giản lắm, ai làm cũng được nha. Mình sẽ bóp cách làm sau cho mọi người xem. Kìa, con cò kìa. Đó. Còn mấy bạn bắt từ từ nhá, tại con cò có chừng nó mổ mắt ấy. Mình giữ giữ cái đầu nó trước đây. Đâu, bẫy của mình đây. Ê, thằng quải đầu tiên. Cái này quê mình gọi chắc gọi là cò bợ quá. Vô rồi. Nãy kêu mang mấy sợi dây thun để cột chân mà. Đấy nhớ các bạn. Này, câu cộng thun vô này. Thằng quài đầu tiên. Đấy là mình mới làm có mười mấy cái thôi đó. Đây chắc để mình cột thun, thun này đứt ra. Ít chim, mấy cái chim mắt đỏ hay càng ngực kia. Bên góc xa xa kia có mấy em nhỏ đang không biết là bắt chuột hay là như cũng bẫy chim hay là gì đó. Bên này nếu mà chẳng có chuyện qua kia. Bỏ đã nha. Vâng. Bây giờ khúc này chắc lại thôi. Tại vì đây cò chắc không chuyển bẫy đâu. Để chiều mình đi thăm lại một lần nữa. Với lại sáng mai. Sáng mai để qua đêm xong mình đi thăm lại một lần nữa, xong rồi ngoài thì chắc mình đi chuyển qua bên đồng bên kia. Đồng bên kia đó các bạn. Bên kia còn nhiều lắm. Rộng lắm. Đây mình mới đang thử cạn vườn mình thôi. Được một con rồi. Bây giờ mình cắm lại luôn, cắm lại cái đường này luôn. Cắm thì mình chỉ các bạn sáng rồi. Cứ cắm mặt đất lên tầm khoảng 3-4 phân, 5 phân gì đó. Rồi. Tiếp nha mấy bạn. Cắm ở đâu đây như thế nào? Cắm nhiều quá, quên luôn. Lên chỗ này, các chị dính nốt chân cò nha mọi người. Quá trời luôn. Mà mình đi bẫy cái này chủ yếu mình bắt chủ yếu là chim thôi, như chằng ngực hay là mấy con săn giun với mắt đỏ rồi đó. Thịt nó ngon hơn con cò này. Dính thì chắc là biết. Cắm dọc đường này mấy cây mà. Cắm ở trong à? Bên kia thì có mà không dính, dính là biết rồi.
Rồi nó như vậy là dính rồi đó. Không phải, sáng bắt lúa ra. Thường thường dính là nó sẽ quấn lúa ngả như vậy nè mọi người. Mà cái này hồi sáng chắc bới ra mà chưa có phủ lại. Nhanh quá thì nhanh thôi. Đây này không có. Cắt hết rồi mọi người á. Hết rồi. Sáng mình làm cũng ít à. Ui, cái này bung rồi. Bung rồi. Chắc. Đây, chim ra rồi. Cây này sập rồi, cây này sập. Cái đường này nhiều chim quá. Cây này sập nhưng mà không dính nha mọi người. Đường này đi quá thì chim. Gà lạ rồi chiều thấy bên này cũng vẻ không biết hay là mới cắm nó vậy, còn thấy có vẻ không có chim mắt đỏ này kia mấy này, không đồng bên kia chắc là đồng bên kia thì chắc có vẻ nhiều hơn. Ui. Hết rồi mọi người. Đúng con à. Tại cái này thường thường người ta làm người ta cắm cả 100-200 cây á. Sáng mình làm có mười mấy cây à. Mới cắm thì chưa được 2 tiếng. Được con. Mấy con cò này là mấy bạn bắt dơ xa xa đây nhá. Nó mổ mắt á. Thôi. Thôi chắc này giờ anh em mình về đây. Người có mà những cái kiểu trò chơi hay là kiểu quê hay thích hay là có ý kiến gì thì cứ bình luận phía dưới nha. Chào các bạn.